Xin chào và rất vui được lại các bạn trên kênh Hóng Xịt. Các bạn thân mến, để không bỏ lỡ tất cả những tin tức mới và hot trong ngày, vậy thì đừng quên like, đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé. Và sau đây là nội dung chính có trong video ngày hôm nay. Sau thành công của Hương mật tự khói xương 2019, tên tuổi của Dương Tử ngày càng được biết tới rộng rãi, trở thành một trong những tiêu hoa hàng đầu của làng giải trí Hoàng ngữ có thể nói, nguồn lực và tài nguyên hiện tại của Dương Tử rất tốt, tuy nhiên càng là những người nổi tiếng thì sẽ luôn có một hoặc hai người mà họ không muốn hợp tác cùng. Gần đây một cuộc phỏng vấn của Dương Tử bất ngờ được cư dân mạng đào lại. Theo đó khi phóng viên hỏi có ngôi sao nữ nào mà nàng Tiểu Hoa không muốn hợp tác cùng hay không thì câu trả lời của nữ diễn viên chính là Triệu Lệ Dĩnh. Giải thích thêm về câu trả lời, Dương Tử cho biết bản thân là một người thường xuyên ăn vặt trên phim trường, trong khi đó Triệu Lệ Dĩnh cũng là người có thú vui này. Vậy nên nữ diễn viên cá mức hầm mần lo sợ rằng nếu như hai người họ hợp tác cùng với nhau thì sẽ ăn sạch có đoàn làm phim. Xem xong cuộc phỏng vấn này, khán giả ít nhiều cũng hiểu được đó không phải là lý do thực sự. Bên cạnh bình luận, cư dân mạng cũng đặt ra không ít giả thuyết về việc tại sao Dương Tử lại từ chối hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh. Trên thực tế, cả hai nàng tiểu hóa đã từng có cơ hội làm việc cùng nhau trong bộ phim Chu Tiên – Thanh Vân Chí 2016. Thời điểm đó, Triệu Lê Dĩnh đã có chỗ đứng nhất định, còn Dương Tử vẫn còn đang trong quá trình chứng minh bản thân. Đó cũng là lý do vì sao mà trong phim, những phân cảnh của Lục Tuyết Kỳ, Dương Tử thù vai ít hơn hẳn so với vai diễn bích sao của mỹ nhân hỏi Triệu. Mặc dù nếu theo đúng nguyên tắc, thì Lục Tuyết Kỳ mới đích thị là nữ chính chứ không phải bích sao. Tuy nhiên, bây giờ thời thế đã khác, vị trí hiện tại của Dương Tử có thể nói là ngang hàng với nàng bích sao. Vậy nên, việc họ hợp tác trong cùng một dự án khác chắc chắn sẽ bị đặt lên bàn cân so sánh, thậm chí có thể trở thành vấn đề tranh cãi giữa fan của hai nhà. Triệu Lệ Dĩnh và Dương Tử là hai mỹ nhân đình đám nhận được nhiều sự quan tâm và chú ý. Một người thuộc thế hệ tiểu hoa đán tám x nổi bật với nhiều tác phẩm như Sam Sam đến đây ăn nào, so kêu chuyện, hoa thiên cốt. Một người là tiểu hoa đán thế hệ 9X, gây tiếng vang với hương mật tự khói xương, cá mực hầm mật, vân vân. Đáng chú ý, cả hai từng có cơ hội được hợp tác đóng chung phim và dự sự kiện cùng nhau. Theo thống kê, Dương Tử và Triệu Lê Dĩnh từng có ít nhất 3 lần đụng độ tại sự kiện khủng của làng giải trí xứ Trung, từ tinh quang đại thường tới Pasa Icon. Điều đáng nói, trong cả 3 lần này, Triệu Lê Dĩnh cũng chứng minh được sắc phúc ấn tượng, nổi trội hơn hẳn đàn em. Trong khi đó, Dương Tử lại bị lép vế hơn hẳn. Tại buổi họp báo bộ phim đình đám Chu Tiên, Dương Tử gây tranh cãi vì thân hình mất cân đối phần đầu quá to lệch với phần vai thon nhỏ khiến nữ diễn viên bị trừ điểm vì rùa. Ngược lại, Triệu Lệ Dĩnh gây sốt nhờ gương mặt nhỏ nhắn dễ thương cùng nụ cười ngọt ngào. Bức ảnh không quay chỉnh sửa khiến dân tình ngã ngửa vì vi rùa thực khác xa với anh chỉnh sửa của Dương Tử. Trong khi đó, tình cũ Phùng Thiệu Phong vẫn nhận được nhiều lời khen nhờ vẻ đẹp xuất sắc. Tại sự kiện tinh quang đại thường năm 2020, chiếc váy đồ sộ cùng gương mặt khả ái của nàng Sam Sam đẻ bẹp dương tử với vi rùa xến xúa, kém lung linh, Chụp ở góc nghiêng, nàng đồng niên lộ gương mặt kém thon, trong khi đó Triệu Lê Dĩnh nhận được lời khen vì vì rùa thanh tú, ấn tượng. Tại sự kiện Ba Giai gần năm 2021, Dương Tử tiếp tục làm nền cho đàn chị nổi tiếng. Chiếc váy đồ sộ, cực kỳ nổi bật của người đẹp họ Triệu lần lướt đàn em không thường tiếc. chúng mình là hồng nếu như các bạn cảm thấy những tin tức vừa rồi là thú vị và hữu ích vậy thì đừng quên like đăng ký kênh ủng hộ chúng mình nhé còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại